Được một ly cà phê miễn phí luôn. Đi limousine của Thiện Thành đi được gặp giáp Sài Gòn được miễn phí quay cà phê. À mình sẽ lấy một ly trà đường nữa. Quá gửi đồ cho vợ. Đang gửi đồ. Ê. Đang gửi đồ đã. Con chó ghê quá. Dạ trà đường. Dạ rồi, cảm ơn. Mình đã được một ly trà đường miễn phí. Giờ mình sẽ lên xe. Giờ mấy giờ? 7-8. Im không, im không? Bảy tám ghé bảy tám đi. Ồ, giờ hát đẹp quá hả? Có tivi bự nè. Đó, chứ là để nước đây nè. Đây cũng có cái cọng. Có cọng USB luôn. Đó, cọng USB nè. Nó cộng như bị cắm sạc. Để nước nè. Để ra hả? Để lấy chân cầm gái nè. Chị em chứ. Rồi hả? Cảm ơn. Hãy nội thất em nha. Có màn che nè, màn em xảy ra. Ghế em không? Ghế là em đúng không? Được cái ghế ngồi của em nè. Xe của Thiện Thành nằm phía sau bến xe Cần Sỏi. Chạy tắt đèn hết rồi. Ok, bây giờ mình đã về tới nhà rồi. Nói chung đi xe Thiện Thành thì có cái lợi mà cũng có cái hại. Cái lợi là dịch vụ cũng ok. Ghế ngồi thì cũng rộng rãi. Tiện nghi cũng tốt, có chỗ để ghim sạc điện thoại. Có một chai nước để uống. Trước khi lên xe thì còn được tặng một ly nước nữa. Về tới trạm thì họ có xe trung chuyển. Nhưng mà bữa nay xe trung chuyển đi hết rồi. Cho nên họ kêu mình bắt ráp đi, họ sẽ trả tiền lại. Đi mỗi người 200.000 là hai người 400.000, nhưng mà bắt về đây bắt ráp tới 100.000 luôn. Ok, bỏ y hóa đi, y hóa đâu. Nói chung là cũng ok. Họ có xe trung chuyển đưa về nhà cũng ngon, nhưng mà có cái là cái ghế ngồi không có được thẳng chân, nên là khi đi đường dài rất khó ngủ, rất là mệt. So với xe Phương Trang thì họ nằm thẳng chân ra thì ngủ dễ hơn. Nhưng mà Thiện Thành còn một cái loại xe 280.000, có một cái phòng riêng luôn, có cái tivi riêng luôn, thì để bữa nào mình sẽ trải nghiệm thử. Còn về cái chiếc limousine mà ghế ngồi thì mình thấy cũng được, nhưng mà nếu mà so với Phương Trang thì mình sẽ chọn Phương Trang. Thứ nhất là nó rẻ, thứ hai là nó thoải mái hơn. Ok, thế mình thì chiếc xe limousine của Thiện Thành á, nếu mà đi mà được gần á thì rất là ok. Ví dụ như đi Vũng Tàu á thì đi xe đó rất là ok luôn. Nhưng mà đi đường dài mình cần phải có chỗ ngủ, cần thoải mái để ngủ nghỉ ngơi á, thì cái xe đó nó không được thoải mái cho lắm. Mình vẫn phải chọn Phương Trang. Ok, bây giờ mình sẽ coi Đức và Mexico. Vô.